tất cả mọi thứ là tự nhiên tới, xong rồi yêu nhau, rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Dọn đồ qua ở luôn? Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua xong rồi đem một hai bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà anh hết trơn. Em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà anh mới nói là trời ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. Không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm hate you. Tự nhiên cái hôn mảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh tự nhiên cái con like it, yeah. Dạ, xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng. I wanna eat, I wanna eat. Sao? Reaction. Example. I wanna eat. My name is German, but you can call me Toi Tên La Dick. 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 My Vietnamese name. Where you from? I from Nga. What's your job? My job now I'm model in Vietnam. But before I worked in tourism, a guide, history guide. Oh, tourist guide hả? Huh? Yeah. Ảnh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Ảnh rất là ngưỡng mộ. Nói ảnh là người mẫu nữa. Nữa. Dạ, ảnh đang làm người mẫu cho viên. Những viên người mẫu tự do. Đức có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Okay. I think have same song Russian and Vietnamese. Okay. We can sing together. Okay. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. How old are you? I am 26 years old. Not 16. 26. Okay. 26. Dạ, yeah. 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. Rồi, mời em. Trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô đi. Chú. Dạ, tại vì em còn nhỏ tuổi, em 21 tuổi. Dạ, con tên là Thìn Bùi, là tên Thìn, là con rồng. Năm nay con 21 tuổi, đang là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event chính xác hay sao? Luôn. Dạ là có một buổi hướng dẫn catwalk và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn Tây tập catwalk. Dạ thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn Tây là nhiều bạn Tây hả? Dạ, từ đúng các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ nhiều lắm. Nhiều các nước lại. Lý do gì mà sao con lại quen với bạn này? Dạ, chắc là mới đầu á, con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi catwalk đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á. Con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa. Chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn catwalk thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi. Con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được handsome nữa. Mặt baby thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Hóa ra là hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì con cũng thấy là có mình cơ hội. Dạ, có cơ hội để tiếp cận. Cái lần đầu tiên mà the first time Đức nhìn, Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cô? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white tooth, white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her. How I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah. I like it.
He's a professional. Dạ, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á. Thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con trắng. Thì anh nói là ảnh nhìn con xuống luôn, bởi vì con đi catwalk rất là tự tin, rất là đẹp. Con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là con nên làm răng đi, con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm, hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi, tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á là tới cái buổi kết quốc đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ, cái điều đó con mới biết, con mới suy nghĩ là vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Cơ duyên tiền định đó. Đó là thông qua cái hàm răng. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau? Kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên. Chắc là nhanh lắm luôn á, tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn, tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Ảnh mới viện cớ là tôi không có biết gì về Việt Nam hết, Sài Gòn tôi không rành, bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới con là Sài Gòn chính gốc luôn, con biết rất nhiều chỗ. Con nói là vậy thôi, mai gặp luôn đi, tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cổ. Lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ đúng không? Dạ, cái xe Vespa là sao? Suzuki. Suzuki cổ. Rồi. Dạ đúng rồi. Lúc phải, đó phải đạp. Em. Dạ phải đạp mới lên máy mới vô ra lên được. Gặp con thì ảnh. Lúc đó em gặp ảnh thì em thấy làm sao? Dạ rất là ngầu luôn, tại vì nhìn cổ á, dạ ảnh mặc đồ khá là đơn giản mà chạy cái xe thì ảnh cũng cao á, nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Càng cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc mà con lên xe á thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy? Con không có dễ dãi như vậy, con mới nói là no thank you no. Thì ảnh mới đạp số vô ga thiệt mạnh luôn, là con xém té luôn, là con quán tính con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời, con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là you have plan, ảnh có kế hoạch, có kế hoạch đó. Are you because okay? My bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan. It's not my plan. I don't believe. Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu. Sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ, đi vòng vòng Sài Gòn. Nhưng mà cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây, con sẽ chỉ ảnh. Nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường. Cái ảnh chỉ con. Cái mới nói là tôi đi ở đây rồi nè, tôi làm ở đây rồi nè. Quá trời chỗ luôn. Mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó, nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà lại hướng dẫn mình như vậy nữa, là giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm. Chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi. Cái thời gian đó không biết là nó có dài không, nhưng mà ảnh mới nói là ôi bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi, anh phải đi về. Còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Đó, là con biết là ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á, khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau, nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không? Ảnh không hỏi gì hết. Tất cả mọi thứ là tự nhiên tới, xong yêu nhau, rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Dọn đồ qua ở luôn? Ai dọn đồ qua? Con con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua xong rồi đem một hai bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà anh hết trơn. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên, nó giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Con hỏi Đức chút xíu nè. You talk about Vietnam food. Yes. You like? About Vietnam food? Mm-hmm. Yes, I have one story about the first date. Thanh Bui, she decided to cook for me something. Con nấu hả? Con nấu cho. Yeah, dinner. And she asked me what I like.
and I say my favorite Vietnamese food, pho gà. Gà. Yeah. Phở gà. Soup phở gà. Soup noodles. Yeah. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt. Trời ơi, quá dễ luôn. Bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở cái điện thoại ra, con search Google để xem những nguyên liệu làm món gà. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn. Nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi đi về nhà ảnh, thì con mới nói công thức gia truyền. Anh lên phòng khách ngồi đi. Em hãy chú tâm làm mới ngon được. Thì anh lên phòng khách ngồi cái tiếp. Con lên con mở Google tiếp. Nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ á con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn. Ngon lành luôn. Dạ. Nay là hai đứa sống nhau được mấy bao lâu rồi? Dạ hơn một năm thôi. Cũng mới nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh. Đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á mà ở chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24/24 á thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu, nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi? Dạ đúng rồi, đang trong quá trình làm giấy kết hôn, tại vì ảnh là người nước ngoài á nên là có nhiều trục trặc mình cũng phải đợi nữa. Ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết dạ, em cũng là... vậy luôn. Dạ, nói chung bây là chỉ kẹt cái đám cưới thôi. Đúng dạ đúng rồi. Tại vì dịch. Dạ đúng rồi. Rồi thôi bây giờ rồi. Tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, thấy Thìn á, toàn là khen Đức không à? Thì đó, nói bởi vì bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì cũng, cũng tốt hết trơn hết trời. Rồi về là anh này có tật xấu gì không? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa, mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha, nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó, như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi. Sometimes I'm cry. Can you vậy hả? But it's cry because I'm hate you. Tự nhiên cái hôn mảnh, cái ảnh miếu má xong ảnh tự nhiên like cái con like it, yes. Dạ xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng. I wanna eat, I wanna eat. Sao reaction? Example. I wanna eat. Dạ. Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa, mà tất cả mọi thứ luôn, lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Có đúng gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Còn ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá. Tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá, thì ảnh nhìn thấy ảnh mới im lặng, xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em. Thì thà như người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi, thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra, không em đang ngủ cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn. Thế xong em bị nhói mắt quá, em mới mở mắt dậy thì mới thấy ủa tại sao anh cầm điện thoại của em. Em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch, thì ảnh mới dịch cái câu đó ra, thì mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì. Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em không đi. Anh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra, nên là thôi anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em, bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn hơi chào mời xíu đó, hơi có tính chất riêng tư xíu đó. Thì em mới nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. Không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. Là như nắp lại hơn. Coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Còn nhưng cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu hết. Bây giờ cưng hỏi đi, cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Ok, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous? Or maybe something? Okay. Usually it relate with food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Strong smell là bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Yes. Đó là món khoái khẩu của các chị đó. Oh my God. Yeah. It's so hard for me. I don't understand. She likes to add so many sugar everywhere. Oh. Every time, sometimes I scroll Facebook or some girl
girl, and I just text with my friend. Mm. And she pay attention. And who is it? Why you text with her? But I say it's just my friend. We worked before together. Oh. À, yeah. Ghen luôn vậy đó. Là con cũng ghen yeah. hả? Đúng dạ. Con cũng ghen. Trời thần đất lỡ chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute, misunderstanding, she gets angry. She starts speak Vietnamese a lot. But I don't understand. But blah 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 blah. actually, I am really like because it's so cute. And after she gets angry more. Là nói tiếng Việt nhiều quá nó không hiểu. Dạ. Nghe tiếng Việt không? Dạ đúng rồi, cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm, ảnh nhái lại. I remember around 5 words. Tại ơi, sao, sao, hồ má. Dạ. Dễ thương á. Bây giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ, nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương, là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ, là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng. Nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại mà con không cần thay đổi gì hết. Thì thì đó, anh perfect quá rồi. Thay đổi gì nữa đúng không? Dạ, có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng, nhưng mà con yêu rồi đáng á thì yêu. Dạ, con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống đáng yêu á. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Rồi vậy giờ con hỏi đi, con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? Do you want I change something? Actually no, I like her personality. Okay. She change I think enough for me. So comfortable, and I love her. Who is she? I love her. Yeah. Okay. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Xin cảm ơn em. Thank you very much. Xin cảm ơn. Rồi chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và toàn thể các vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Nhàn, năm nay em 24 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Đây là chồng em. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Kiều Ngọc Thắng, em 26 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em đang làm gì? Làm dạ, gì? Em làm bảo trì máy ở trong công ty. Bảo trì. Dạ. Nhàn đang làm gì? Dạ, em làm chung công ty với chồng em và một bộ phận sản xuất. Làm chung công ty chắc có lẽ là hai đứa gặp nhau ở trong công ty là đồng nghiệp với nhau rồi thích nhau, cua nhau và yêu nhau luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Hay không? Tôi đang chơi thôi đó mà chúng mày. Dạ. Rồi, bây giờ các em chia sẻ mối tình của các bạn bắt đầu như thế nào? Tuy là làm chung nhưng mà phải một năm sau khi vô công ty, cả hai cùng vô chung một đợt, nhưng mà một năm sau mới gặp nhau. Chắc đeo khẩu trang là sao không? Dạ đúng rồi. Anh hay quá. Trời ơi, chơi mà chú nè, nhất nghệ tinh, nhất tân binh thôi nha, làm ông mụ thôi nha, chứ không làm ông thầy nha. Nhưng mà cuối cùng thì cơ duyên nào mà lại nhận ra nhau, gặp được nhau vậy? Dạ, cũng một lần tình cờ là sao em có một người bạn làm chung với vợ á, là em cũng hay nói chuyện với anh đó lắm. Tự nhiên hôm bữa đó xui sao ấy, hên sao là vợ lại đứng kế bên cái anh đó. Cái em đang nói chuyện với anh đó, cái em lại nhắc đến vợ, em hỏi là ủa không biết Nhàn là ai ta. Cái anh mới quay lại anh kêu đây nè, đứng kế bên nè. Lý do gì sao tự nhiên chưa gặp nhau mà lại biết Nhàn là sao? Dạ, tại vì em mới vô á, em làm bảo trì là em sẽ quen với lại quản lý của vợ trước. Đó, quản lý là sẽ giới thiệu vợ, ngay mới vô là giới thiệu cho em luôn. Khi mà vô công ty á, là mặc đồ là không nhìn thấy mặt, là chỉ có một cái thẻ tên thôi. Trên thẻ tên có cái hình, cái hình đó vợ em chụp rất là nổi. Nguyên tấm hình thấy có cái mùi đỏ chét không, không thấy, không nhìn thấy rõ mà. Dạ, nên là nhìn vô cái hình giật mình luôn. Trời ơi, có đẹp thiệt không trời. Nhưng mà gặp thiệt ở ngoài đời nè, gặp cái mặt thiệt ở ngoài đời nè. Dạ, gặp thiệt ngoài đời thì rất là hài lòng. Còn em thì sao? Dạ, lần đầu tiên á, em gặp ảnh thì cũng cùng cái lúc mà ảnh đứng nói chuyện với cái anh làm chung với em á, xong rồi cái chị phía bên tay phải của em cũng đang chạy chung với em thì máy bị hư, xong rồi kêu ảnh qua sửa. Ảnh đứng ngắm nghía sao á, rồi đi kiếm lấy đồ để sửa, mà lại sửa cái máy của em. Xong sửa máy em xong là cái máy em nó bị hư luôn, từ đó là nó hư luôn.
Bình thường mới vô á là em sẽ đi tất cả các máy em kiểm tra, có máy nào hư em sửa. Nhưng mà từ lúc em biết giờ em là em bỏ hết luôn, em đứng một mình chỗ máy đó, em đứng suốt buổi luôn. Cái máy kia sẽ hư cãi cãi luôn, cãi luôn. Chỉ lo máy của bà thôi. Dạ. Rồi sau giờ làm gì, có hẹn hò đi ăn đi uống ở bên ngoài không? Dạ, hẹn hò thì có nhưng mà khó lắm. Phải được sự đồng ý của ngoại, bà ngoại với mẹ của vợ mới được đi. Vậy là em phải tới nhà em xin phép luôn. Dạ. Rồi bữa đó là có bị bà ngoại chất vấn không? Dạ có chứ. Bữa đó là ngoại với mẹ đang ngủ trưa, mà em đang đi em xông thẳng vô nhà luôn, cái chó nó sủa sùm lên. Ngoại giật mình vậy, ngoại thấy cái bắt đầu ngoại mới hỏi cái em, thưa em là bạn của Nhàn. Bà ngoại bắt đầu mẹ từ trong xông ra, cái hai người ngồi vô là ngồi tra khảo luôn. Ngồi kẹp luôn, ngồi tra khảo. Coi như hỏi cung luôn đó. Dạ. Ngoại hỏi những cái gì, chủ yếu là ngoại hỏi cái gì? Hỏi hết tất cả luôn. Hỏi nghề nghiệp, thậm chí hỏi cả lương luôn. Rồi lúc đó thì em ở đâu nhà? Dạ em ngồi phía sau mẹ lắng nghe thôi, chứ em cũng không biết nói gì nữa. Em thấy không có căng thẳng không? Dạ. Cũng như bây giờ vậy, anh ngồi thẳng lưng mà mồ hôi tương. À, cuối cùng có được đi không? Dạ được. Đó vậy được rồi. Vậy ngon rồi. Đúng rồi. Dạ được cái là tại vì em học về bên điện á, nên là nhà thì điện với điện trong nhà nó cũng hơi cũ. Nên là ngoại có hỏi, xong cái ngoại kêu là có sửa điện được không? Em nói là em sửa được. Xong cái ngoại kêu là vậy đi với điện hết cho trong nhà cho ngoại được không? Kêu dạ em đi được. Đó. Cái chắc ngoại có cảm tình nữa, ngoại mới cho đi chơi. Đó là tạo cơ hội đó. Dạ. Vậy thì có khi nào mà ổng có muốn xin ở nhờ ở ké không? Kiếm cớ ngủ ké. Có không? Dạ cũng có, nhưng đợt tụi em lúc mà mới quen là đang trong mùa mưa. Rồi anh này thì hay chở em đi làm về xong rồi ở lại ăn cơm tối, nói chuyện rồi khuya xong rồi lúc đó mưa nữa, anh nói là thôi bây giờ mưa rồi không về được, thôi cho anh ở lại đi. Em nói là em không có được, ở lại ngoại chửi chết, với lại hàng xóm người ta dị nghị nữa. Em mới nói là thôi xin ngoại đi, tại vì mấy cái chuyện đó là ngoại khó lắm. Em nghĩ là xin ngoại sẽ không có cho, mà không biết ảnh xin sao là ngoại cho luôn. Rồi dạ. Ở trong nhà ngủ luôn? Dạ. Rồi tối đó ngủ đâu? Dạ ngủ ở ngoài. Ngủ chắc chắn là phòng khách rồi. Nhưng mà sau đó có tìm cách dụ bà này ra ngoài ngủ luôn? Dạ dụ thì em không có dụ, mà tự mò ra. Ủa là sao? Ủa vợ mò ra hay chồng mò vô? Vợ mò ra. Hay vậy? Dạ cái lúc đó là trời sáng rồi mà anh này anh chưa có dậy. Xong rồi em mới đi ra kiểu như kêu anh dậy rồi mình ngồi đó mình chơi thôi chứ không có cái gì. Thế không có đụng chạm gì hết đúng dạ. không? Thế là khó vậy, chắc hai đứa giữ gìn cho tới ngày cưới hả hay sao? Dạ. Đêm tân hôn sao? Dạ đêm tân hôn thì bữa đó là bên nhà đám cưới, bên nhà em là bà con dưới quê lên, là ở đông lắm, ở nhà đông lắm. Xong cái tới khuya xe nó mới tới đón để chở mọi người về. Lúc đó là em xỉn em ngủ quắc cần câu. Không còn biết gì hết rồi. Cái là không có gì hết. Dạ tới lúc mà tiễn mọi người về á là cũng phải tầm 3 giờ mấy sáng. Xong rồi bắt đầu mới vô mới tắm rửa này kia, xong ra mới khều khều xíu. Mới có được đêm tân hôn. Dạ. Vậy là hai bạn quen nhau bao lâu? Dạ quen nhau vừa tròn một năm. Tròn một năm. Một năm là cưới luôn. Một năm. Dạ. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi nè, có em bé chưa? Dạ chưa. Mới có một năm mà. Quen đến cưới là một năm, còn cưới tới hiện tại bây giờ là 6 tháng. Rồi thôi cứ tận hưởng đi em. Dạ. Các bạn còn quá trẻ mà đúng không? Dạ. Trong thời gian 6 tháng đó thì có chắc không có tật xấu đâu. Chắc không có khám phá gì tật xấu của nhau đúng không? Có nhưng mà nó không có đến mức gọi là quá xấu. Không có cần dạ. Xấu đau xấu đớn đâu. Dạ. Dạ thì lúc quen thì cưng chiều mình hơn, nhưng mà cưới về thì cái tần số nó giảm nhẹ một chút. Bất cưng lại chút. Dạ. Tính tình là có nóng nảy tính không? Tính tình thì nóng, anh này thì anh nóng. Nhiều khi mà em làm cái gì á, ảnh kêu em làm mà em chưa có làm liền. Nhưng mà làm cho bạn thân em thôi, chứ đi làm giờ kêu em đi tắm đi. Em mệt quá, em nói thôi để chờ một xíu em đi tắm, ngồi chút xíu thôi. Em xin chút xíu thôi. Mà ảnh bắt em phải đi tắm liền. Em mà không đi tắm là ảnh quạo. Có khi á là ảnh đôi co với em, coi là chừng nào em đi tắm ảnh mới chịu đi tắm. Có khi tới 1-2 giờ. Em biết cái tính ảnh thì em không tắm luôn, cứ coi ảnh chịu được tới bao lâu. Cái bữa đó là tới 2-3 giờ sáng là ngồi là bắt đầu ngứa rồi. Em thấy tội quá rồi. Nên
là em đi tắm trước cho anh đi tắm. Ủa tức là em không tắm, mặc định là em phải tắm sau vợ hả? Dạ, tại vì em biết tính của vợ là vợ kiểu như là lười mà nhây á, tức là mình cứ kêu là thôi nằm xíu không, khi nào mà tới, khi nào có việc á mới chịu đi tắm hay là rửa mặt này kia, chứ không cứ nằm lì á. Nên là em muốn cải tạo chị vợ, nhưng mà sau nhiều lần dùng nhẹ dùng nặng, dùng mọi cách không được thì cuối cùng giờ em bực quá em lầy luôn, lầy luôn. Dạ. Rồi còn gì nữa không nè? Có cái tập có mê game được không? Dạ chơi game thì có, lúc trước thì ảnh có chơi game chung với em. Mà chơi á kiểu như em không chơi theo kiểu của ảnh á thì ảnh thua, ảnh quạo. Tới bây giờ em xóa game luôn rồi, không chơi nữa. Hết quạo luôn. Dạ cho anh chơi một mình, quạo một mình luôn. Có cẩu thả gì không? Dạ anh này thì ảnh ngăn nắp hơn em. Dạ. Lúc mà em mà mới quen vợ á, đi qua nhà chơi á là em sẽ quan niệm là con gái là phải gọn gàng sạch sẽ này kia á, là cái việc đầu tiên là phải vô nhà vệ sinh với lại vô phòng ngủ để kiểm tra. Mà em vô phòng ngủ bây giờ em mở cửa ra một cái là em lắc đầu luôn, như biết rồi đúng không, như một cái chuồng heo. Bây giờ vợ nè, đặc xấu vợ nè, em sẵn cũng trước mắt là bề bộn mà phải không? Thì vợ thì có cái bề bộn với lười biếng, nhưng mà chẳng qua là do ở nhà là con một á, mà mẹ với ngoại thì cưng, rồi đi học thì nói chung còn nhỏ đi học là lo hết cho tất cả, không có bắt làm gì hết. Lớn lên đi làm thì cũng vậy, đi làm xong về mệt thì chỉ có nằm ngủ thôi, nên là thành ra có một cái thói quen á, nên là giờ ỷ nại không có chịu làm gì hết, cứ nằm ngủ thôi. Rồi sao nữa nè? Còn xấu gì nữa không? Có hào phóng hay là xài lắm. Tiền kỹ? Nước là em cần tiền là cho tiền xài thoải mái lắm, nhưng mà tới lúc em xài tiền thì bắt đầu anh xài cái gì, tại sao hết, sao mới cho đã hết, em bắt đầu bắt em ngồi kể ra là đã xài những gì. Em con trai mà làm sao mà em có thể nhớ được là em đã xài cái gì nữa. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Vợ thì nói chung là do thứ nhất là còn trẻ, thứ hai là con một, do cái suy nghĩ thôi, mình chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ thôi, nhận thức nó sâu xa thêm xíu để sau này có con cái này kia còn lo. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ thì đối với em á thì chồng em những cái tật xấu đó là nó không có đáng, nó không có gọi là mình cần phải thay đổi, nhưng mà em muốn chồng em phải tiết chế lại những cái cảm xúc của ảnh. Thì nhiều khi á ảnh nóng giận lên á, nhìn ảnh rất là hung dữ, đi lái xe ra đường á thì anh chạy chậm lên một chút, tại vì ảnh mỗi lần anh chạy rất là nhanh, nên là em kiểu như bị mắc cái lòng tin khi mà ngồi xe với ảnh. Mỗi lần vợ chồng đi với nhau đều cãi nhau vì chạy xe hết. Em là mong muốn cái gì là kiểm soát lại. Dạ. Đúng không? Cái đó là cái mong muốn mà nhiều nhất luôn á. Còn mong muốn thay đổi điều gì nữa? Dạ, trong cách thể hiện tình cảm vợ chồng ảnh khô khan quá. Nhẹ tay một chút, cái kiểu như là ví dụ mỗi lần ảnh định ôm em thì anh trước khi ôm thì anh không có lại gần, anh ôm là đứng từ xa, anh kéo giật em lại, giật một cái bắt đó, đúng không? Bạo quá. Vợ chồng mà đứng kế nhau là lúc nào cũng phải trầy da tóc dài một cái phần nào đó, nên là trời, em bạo lực vậy luôn á hả cưng? Dạ không có, kiểu giống như là hai vợ chồng mà đang nằm kế bên nhau bấm điện thoại á, xong cái có cái gì đó hay hay hoặc là cái gì đó tình cảm em muốn cho vợ xem á, là em thường là em quàng cái tay qua cổ để em ôm vợ vô. Vợ thì hay nằm gần cái tay, xong cái lúc em giơ tay lên thì nó lại quệt vô mặt hay là quệt vô lỗ tai, mà nó có cái bông tai á, nó giật cái đau, cái bắt đầu quay vô quậu luôn. Chứ xong hai đứa đang ở trong thời kỳ gì biết không? Cái hôn nhân đầu á, cái hôn nhân đầu, những cái tháng đầu, những cái năm đầu tiên á là cọ sát với nhau dữ lắm. Cọ sát về cá tính nè, cọ sát về sở thích nè, cái lý tưởng nè, đủ thứ hết trơn để cọ sát với nhau. Thành ra là đứa nào cũng có một cái thói quen từ nhỏ cho tới thời điểm này, cho tới thì định lấy nhau, thành ra là cái thói quen đó nó ăn vào bản thân mình rồi, cho nên bây giờ á mỗi đứa phải tự gọi là mình mài cái thói quen của mình đi cho nó khớp với lại cái thói quen của đối phương, rồi thay đổi chút xíu thôi. Dạ. Thì để còn chi, để còn chuẩn bị chào đón một em bé ra đời nữa đúng không? Dạ. Thôi chúc cho các em luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ như thế này mãi mãi nha. Dạ. Xin chào em. Dạ em tên Trần Công Quang, 34 tuổi. Và em làm bên điện công nghiệp. Dạ, em tên là Kiều Thị Thanh Hương, năm nay 28 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học. Quá tình của các bạn như thế nào? Anh này đến gắn điện ba pha cho nhà cô này. Dạ. Anh làm hợp đồng rồi gắn điện ba pha rồi gặp con gái này, xong rồi cua luôn, đúng không? Dạ, không phải. Không phải. Dạ.
Dạ, em thì hồi xưa học sư phạm chung với chị họ của ảnh. Lúc đó thì ảnh thì đang cô đơn, đi chia tay bạn gái cũng lâu rồi mà chưa có bạn lại, cho nên là chị thấy vậy mới định là mai. Thì trong nhóm tụi em thì có 10 cô bạn gái chị thân, thì có còn là 6 cô chưa có người yêu, thì không biết nghĩ sao hay là chọn em để cho số điện thoại cho ảnh. Mà em không có thích làm mai, tại vì em thấy hay tự ti lắm, không có được xinh đẹp, cho nên là sợ cảnh làm mai lắm. Mà chỉ cho số mất tiêu rồi nên thôi lỡ rồi, nói chuyện đại coi sao. Rồi nói chuyện đại sao? Dạ, ảnh nhắn tin nói nhưng chuyện. Tức là bạn này biết là đang có một cái người muốn mai mối mình cho bạn này đúng không? Dạ thì em cũng chủ động, bữa mà ra nhà chị họ xong rồi cái chị họ ngồi chơi, chị họ giới thiệu. Tức là đã gặp nhau em rồi. Em biết bạn này và em chủ động để. Dạ không, nghe cũng như ngồi nói chuyện trao đổi với chị họ. Chị họ nói là giới thiệu cho cô này. Nhưng mà dạ, ý chị hỏi là em lúc đó em đã thấy cổ rồi, nhìn thấy cổ rồi đúng không? Dạ chưa thấy, cũng lấy hình ra cho coi thôi. Nghĩa là làm mai qua hình ảnh đó. Làm mai hình ảnh. Dạ. Thì ở trong hình với ngoài đời lúc mà tụi em gặp nhau á, là tụi em có cảm nhận là cũng giống như trong hình không? Dạ thì em thấy thì cô này nhỏ nhắn mà trẻ nữa, sinh viên nữa, thì chạy tung tăng y như nít. Thì cảm nhận đầu tiên. Mà gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ, gặp anh ở ngoài thì ảnh hơn mình 6 tuổi, mình nhìn cũng chững chạc quá, trong khi mình thì còn trẻ con nhí nhố nên cũng chưa có ham hố bạn trai. Nhưng mà lúc đó thì ảnh cưa nhiệt tình lắm. Xa như vậy đó, đi làm lúc đó là gần Tết đó, tăng ca nhiều lắm, 8 giờ, 9 giờ mới về mà cũng chạy xuống với em. Rồi, bao lâu thì hai bạn mới chính thức là yêu nhau? Không biết chừng nào nữa, tại vì cô bạn của em á, là chị của ảnh giới thiệu á, thì nói gì nè, anh ảnh đàng hoàng lắm, quen được là ảnh cưới đó. Vậy đó, xong mình mà nếu như mà quen không được thì cũng đừng có lo, tại vì ảnh quen hai cô bạn gái trước á, chia tay xong có chồng hết rồi. Hết sợ rồi. Hết sợ rồi. Ý anh hên lắm đúng không? Ví dụ không hốt được ảnh thì sau này có chia tay thì mình cũng có vợ. Dạ đúng rồi. Cho nên em yên tâm phải không? Dạ. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ 4 năm. Bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi. Rồi sau khi cưới về rồi có thật xấu gì lòi ra không? Dạ có một cái mà chuyện mà đến cái đêm tân hôn mà em mới phát hiện ra. Dạ. Trước đó thì không có biết mà ảnh làm em cũng hết hồn lắm. Đây cái hôm đó là đãi cũng trễ nên là hai vợ chồng mệt lắm, em đang ngủ say tự nhiên nghe anh em ơi ra cổng chụp hình em ơi. Cái em đang mệt quá trời luôn. Dạ. Em nói trời ơi giờ còn phải dậy chụp hình nữa. Cái xong em mơ màng em nhìn qua nó, ủa tối thui gì còn ra cổng chụp hình cái gì. Cái xong nhìn qua thấy anh đang ngủ kiểu ra chụp hình em ơi. Cổng mới hả? Cổng mới sao vậy? Dạ. Ôi, nghe kể cũng hết hồn tưởng gì. Dạ. Này á là cái thật mà có lợi cho em đó. Dạ cũng may là không có gọi cô nào, không có đó chẳng có gì. Đó có nghĩa là những cái người mà ngủ mớ đó. Dạ. Ngủ mớ đó thường là ban ngày đó là ta có cái chuyện gì ban đêm ta hay mớ lắm á. Dạ đó. Đúng rồi. Vậy có lần nào mớ mà khai ra một cái gì đó bí hiểm không? Dạ không, đi ngủ cứ nói chuyện công việc không à. Với là nguyên cái tuần mà sau khi kết hôn xong, trời nguyên tuần nó cứ nói chuyện đám cưới. Cứ kêu đừng đạp váy tội lắm. Là mớ nó ra ngoài à. Dạ. Tội nghiệp quá. Có người nào mà mớ kêu tên ai không? Ví dụ như Lệ chưa. Vân thôi. Dạ chưa, không có. Có hỏi rồi mà nói là chưa. Chưa chứ không phải là không luôn. Nhưng mà biết đâu được là ảnh biết cái tật của ảnh, cho nên là ảnh sẽ có mật hiệu với những cô khác. Ví dụ như là với cô đó, nhưng mà sẽ kêu cô đó. Em ơi tôi quy định, tôi quy định. Không, kêu là Quốc Thuận. Dạ. Để gì vậy, tại vì em nhận em là Quốc Thuận nha chưa. Không, không là kêu mấy cô kia em bây giờ tôi biết em tên ABCD Huệ Hường Lan rồi đó, nhưng mà tôi mặc định em tên này tên Hương nè. Để như vậy tôi gọi tôi bị bà xã trùng tên với bà xã không nghe đúng không? Không nghe, không có chỉ đâu mà nghe. Dạ. Say quá nói vợ lại xô ra không phải vợ là được rồi. Dạ. Rồi còn cuộc sống gì nữa? Dạ chồng thì cái lúc quen nhau thì ảnh rất là nóng tính, ảnh nóng dữ lắm, đến nỗi mà má chồng phải nói trước á, về nhà chơi má chồng hay nói là anh nóng lắm, con là phải nguội mới được, con mà nóng luôn là hai đứa không ở được với nhau đâu. Cái lúc đó em cũng sợ, cái em mới hỏi nói chuyện với ảnh, em mới nói là anh nóng tính vậy giờ lỡ mai mốt hai vợ chồng có chuyện gì cãi vã rồi sao. Cái anh mới nói là thì cãi thì thôi nhịn đi ra ngoài chứ sao.
thì bây giờ anh làm y vậy á. Hai vợ chồng mà có cãi nhau giận nhau gì cái ảnh im im vậy. Sáng sớm anh đi làm sớm, với trưa thường ngày gọi điện, bữa đó không gọi điện, tới chiều tới giờ về rồi cũng chưa về nữa, đi lang thang uống cà phê vậy mình vậy đó. Em thấy trễ quá em mới gọi điện, cái em mới nói là giờ anh buồn quá à. Cái em mới nói thôi buồn về nhà đi, trễ rồi. Cái anh nói anh về. Đến khi về rồi hai vợ chồng cũng không nói với nhau tiếng nào, ôm cái rồi tự về luôn. Rồi còn gì nữa không? Tật xấu gì nữa không cưng? Dạ. Nãy giờ nó đâu phải tật xấu đâu, toàn tật thấy toàn dễ thương không mà. Gây lộn với vợ bỏ đi, không gây lộn. Không có cãi lại. Thì bởi vậy em cũng thấy là em rất là may mắn khi mà lấy được ảnh. Bây giờ tới Quang đó. Dạ. Vợ em đây, hồi đó để mình xác định lại, đây là tiết mục là kể xấu đi người bạn. Dạ. Nghe. Dạ là xấu thiệt. Dạ. Làm hồi đó mong muốn là được người vợ nấu ăn ngon. Trời ơi nấu ăn cực kỳ ngon luôn. Nghĩa đen, ý nghĩa bóng luôn. Nấu thơm thiệt là thơm. Xong cái hai đứa em chồng chuẩn bị dọn phụ lên ăn, vừa ăn một chén xong cái đi nó thôi để em ra ngoài ăn. Xong rồi làm chồng ăn hết luôn. Ăn sao để vậy? Cho vợ vui. Cái vị nó làm sao? Trời ơi nấu vậy nó lạ lắm. Lạ lắm. Cái cánh gà chiên nước mắm trời ơi. Ta nấu ăn nó chua ngon, cái này nó chua nó ngọt. Nó chua nó ngọt luôn. Trời ơi hai cái nó dư là sao? Chua vậy ngọt là dư đường mà dư tắc nữa. Dạ. Yeah. Sao chua ngọt hả? Cánh gà dạ, chua ngọt. Dạ em hơi biến tấu chút không ạ. Dạ. Còn gì nữa không em? Rồi còn kho cá thì thôi sợ nhất mùi tanh. Có nghĩa là không khử được cái mùi tanh của cá. Dạ. Dạ không có. Cái món em kho cá hú thì ngon lắm. Má chồng mới thấy kho cá ngon quá. Kêu chiều hôm đó má đi chợ thấy cá sặc, má nói má thèm món này quá đem về cho con dâu làm. Thôi sao cái món đó em cũng làm giống vậy mà nó không có ra cái mùi giống vậy, nó ra cái mùi kỳ quá. Nó tanh luôn. Dạ nó tanh. Trời, đúng rồi. Rồi cuối cùng ảnh ăn hết luôn. Cuối cùng em hốt quá đâu em. Trời ơi hốt hết chứ đâu. Con chồng quá là đáng yêu đó. Còn gì nữa không? Dạ thì còn cái bề bộn. Bề bộn. Trời ơi giáo viên tưởng đâu ngon lành lắm. Chết. Trời ơi 5 triệu giáo viên trên cả nước meo cái câu này. Ông đại nói riêng giáo viên Hương này ngon lành lắm. Dạ. Tại vì vợ nhiều việc, con nhỏ nữa. Thôi cho vợ Cho qua cũng ráng chịu bề bộn luôn. Dạ. Nhưng mà chắc chắn anh chồng em là người rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ đúng không? Dạ. Con trưởng trong nhà. Cho nên là cũng chững chạc lắm. Như là cũng hơi khó tính gia trưởng. Nhưng mà nói chung là rất là thông cảm cho em. Rồi bây giờ Quang mong muốn ở cô vợ thay đổi điều gì? Dạ thấy hai vợ chồng cũng vui nên chỉ cần vậy nhưng mà nấu ăn ngon hơn, hay hơn, gọn gàng hơn. Thì là quá dễ rồi. Rồi em. Còn Hương? Dạ lúc trước thì em sợ nhất là cái tính nóng của anh. Mà giờ thì anh khắc phục cũng tốt lắm. Nên là chỉ mong là ví dụ như mà có buồn á, có đi ra ngoài thì cũng đi nhanh nhanh thôi về, đừng có để đi lâu quá. Dạ em cũng lo. Tức là bớt giận dai đi một chút. Dạ giận đâu có dai, có ngày. Ngày cũng là dai rồi đó. Bên này mong là phải bớt nữa. Dạ. Dạ. Thôi thực ra nãy tụi em mà dắt tay nhau lên đây là chị thấy cái sự viên mãn trong mặt của đúng dâu. Vậy. Chồng thì mặt cũng nào cũng tươi. Yeah. Làm ăn phát đạt lắm nè, hai chồng mặt đúng không? Tươi thì tươi vậy đó. Và cái phần mà nói xấu về nhau đó không có gì xấu để nói ngược cái vậy thôi. Giống như là tiết mục như khoe tính của người bạn đời mình nha. Rồi. Ôi giờ với tụi em thì không có lời khuyên gì hết trơn, trời chỉ cứ thế em hạnh phúc thôi. Cứ thế mà nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Và vui vẻ viên mãn và tận hưởng cái cuộc sống nha. Dạ. Xin cảm ơn các bạn. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn. Em là Tuấn, năm nay 27 tuổi và đang sống tại Hà Nội. Em từ Hà Nội vô đây luôn. Dạ. Ồ vậy đó hả, hai vợ chồng luôn hả? Dạ. Ồ vậy em tên gì? Em tên là Ngọc và em cũng 27 tuổi. Bọn em sinh sống ở Hà Nội và công tác ở Hà Nội luôn. Thay mặt cho chương trình, thay mặt cho những người thực hiện, xin cảm ơn hai em đã từ một cái quãng đường rất xa để vào đây tham gia chương trình Lời Dành Cho. Rồi bây giờ mời hai em có thể cho anh biết rằng là cái thời gian đầu tiên hai em gặp nhau và chuyện tình của các em như thế nào? Bọn em thì yêu nhau cũng lâu rồi.
từ hồi cấp 3. Thế là lần đầu tiên gặp nhau là khi vào lớp 10. Nhưng lúc đấy thì chưa có tình cảm gì với nhau cả. Đến tận năm lớp 11 thì mới bắt đầu có tình cảm với nhau, bắt đầu yêu nhau từ đấy. Lúc đó em như thế nào? Em là người chủ động tấn công cô gái này, đúng không? Lúc đầu mà mới vào nhập học ấy, thì em ấn tượng với vợ em là lúc đấy mái tóc của em rất là dài, dài đến đầu gối luôn ấy. Thì em còn nói trêu lúc đấy đang tán nhau ấy. Thế là em còn nói trêu mà tóc dài như thế này mà về mà lấy chồng thì chồng buộc vào thành giường đánh thì không chạy được. Rồi có bị bạn bè phát hiện không? Đến tận năm lớp 12 thì mới biết là hai đứa yêu nhau. Thì khi mà yêu nhau á thì hai đứa ở trên lớp không nói chuyện với nhau mấy, coi như là bạn bè bình thường đấy. Thế khi mà bạn bè phát hiện ra là hai đứa này yêu nhau mới bạn sao hai đứa này nó giấu nhau giỏi thế, giấu cả lớp giỏi thế, đến cô giáo chủ nhiệm cũng không biết. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? Cũng phải yêu nhau đến 8 năm sau. Wow, như vậy là mối tình thanh mai trúc mã đúng không quý vị? Cái chuyện tình của các em á là nó có trơn tru không? Hay là nó có gần đến ngày cưới nó có bị trục trặc gì không? Thực ra đến năm thứ 6 hay năm thứ 7 gì đó, em nhớ là năm 2013, thì lúc đấy hai đứa cũng có một chút trục trặc. Tình cảm lúc đấy, cảm giác của hai đứa nó không còn được như lúc đầu ấy. Xong cùng thời điểm đấy thì em lại có một anh bạn làm cùng công ty thích. Là mình cũng bị rung rinh. Ấy, sau rồi ông này ông phát hiện ra vì ông ấy cũng thấy nghi nghi. Thế là ông ấy mới giả vờ ông mượn nick Skype ạ. Bọn em hay làm việc trên Skype. Đâu để cho ông này kể đi. Tại sao mà em cảm nhận được cái điều đó? Em cũng chẳng biết, tự nhiên em lại nghĩ là sao dạo này thấy khác khác. Linh cảm. Linh cảm. Thế là em có bảo là cho anh mượn cái nick để đăng ký này nọ. Thì vợ em thì cũng không nghĩ ra là mình lại vào chồng như thế. Vào chồng thế. Thế là em vào thì em đọc thì đúng như em nghĩ thật. Đâu em nói cái cảm giác là chị rất muốn biết cái cảm giác của em lúc đó. Tại vì lúc đó là phải cũng là 6-7 năm đúng không? Vâng. 6-7 năm rồi. Lúc em đọc thì em có nghĩa là đọc mà thấm từng chữ từng từ một luôn. Thấm chát với nhau. Ngấm ngấm. Đầu máu. Máu dồn lên. Run rẩy. Đúng rồi. Có xỉu không? Hay không. Là mồ hôi một cây vã thôi như tắm? Không vã thì gọi là bùn rủn tí thôi. Đúng đúng. Và trong đầu em lúc đó em nghĩ cái gì đầu tiên? Trong đầu em ngay cái thời điểm đó em nghĩ cái gì đầu tiên? Em nghĩ là phải đọc hết xem có cái gì không. Rồi cuối cùng giải quyết như thế nào? Em có nhắn tin với vợ em bảo là anh đã biết được những cái việc như thế rồi ấy, thì bây giờ em sắp xếp thời gian để lên để giải quyết một lần cho xong. Tại vì yêu nhau cũng không phải là thời gian ít nữa. Mà bây giờ như thế thì anh cũng hơi buồn. Thế nhưng mà lúc đấy thì em bình tĩnh để nói thế, nhưng mà trong lòng lúc đấy là rồi. Rất là khó chịu. Bực tức. Tối hôm đấy em đi uống bia, cà phê một mình. Xong rồi hôm sau đi làm bỏ ăn luôn. Thế là mấy anh chị bảo sao hôm nay mày bình thường mày ăn khỏe như trâu, sao hôm nay lại ăn ít thế. Thế là em mới không nói gì. Thế là tự nhiên đến sát, có nghĩa là sáng hôm đấy em đi làm thì là chiều hôm sau, à chiều hôm cùng ngày ấy, vợ em lên. Thì không hiểu sao đến trưa tự nhiên đang sùng sục lửa trong người như thế, muốn lên một lần là giải quyết xong là chia tay luôn. Thì không hiểu sao đến lúc đấy tự nhiên lại không hiểu như kiểu ai dội nước vào người. Thế là tự nhiên lửa nó cứ dịu xuống, dịu hẳn xuống. Xong em nghĩ mà tự nhiên bây giờ yêu 6-7 năm mà vợ mình có nghĩa là mất thời gian để quen đến 6-7 năm một người, bây giờ lại quen lại một người thì nghĩ cũng tội tội. Mà em nghĩ là cái tính của em thì cũng chắc là vợ em thì người hiểu rõ nhất, nên là em cũng không nỡ buông tay. Cái lúc đó em có biết là em lên rồi để giải quyết cái việc đó không? Chồng em có nói không? Có. Có nói, ừ, có nói cho mình hỏi. Thế nhưng mà rồi em suy nghĩ trong lòng em lúc đó như thế nào? Là chấm dứt luôn hay là thú nhận để tha thứ? Lúc đấy thì em không nghĩ đến việc chia tay. Mà em nghĩ đến việc là nghĩ lại tất cả những cái kỷ niệm của bọn em từ trước đến giờ. Thì em nghĩ là mình cũng là người có lỗi. Thì em định là lên em xin lỗi và muốn xây dựng lại mối quan hệ từ đầu. Thì
thì không ngờ rằng ông này ông lại cũng dễ tính. Thế là ông cũng bỏ qua cho, thế là em cảm giác là mình cần phải thay đổi để xứng đáng với cái tình yêu của ông hơn. Rồi, bây giờ là các em là đã ở với nhau bao lâu? Từ lúc cưới đến bây giờ bọn em cũng cưới nhau với nhau được 3 năm 3 tháng. Và đã có với nhau được một bé 17 tháng. Và chúc mừng. Và trong 3 năm 3 tháng đó thì các em có những câu chuyện gì về không hiểu, không vừa lòng cái người bạn đời của mình hay không? Hay nói trắng là hãy nói xấu về nhau đi. Ông này thì ông ấy trông thế thôi nhưng mà siêu lười luôn. Tức là em bảo ông ấy làm cái gì nhưng ông ấy phải để em nói đến chục lần thì ông mới bắt đầu ông đứng dậy ông đi làm. Mà làm trong cái tư thế là hậm hực. Nhiều khi nghiện đó em, nghiện đó. Không nói là lại làm không thấy vui. Đúng rồi. Đúng vậy. Sao nè? Ông ấy còn có một cái tính là nghiện chơi game nữa. Trời ơi, chơi game thì thâu đêm suốt sáng luôn. Tức là có một cái trò chơi mà ban đầu thì em cũng chơi cùng, đợt mà em đang bầu ấy thì cũng rảnh rỗi, thì bọn em chơi cùng nhau thì cũng vui. Thế đến lúc mà đẻ xong rồi thì bao nhiêu việc chăm con rồi lo dọn nhà cửa rồi giặt giũ quần áo rồi các kiểu, nhưng ông vẫn ngồi chơi, ông vẫn cày game để cho nâng cấp rồi thăng hạng rồi các kiểu. Trong khi mình thì không chơi nữa mà mình thì còn bao nhiêu việc khác mà không hỗ trợ. Thế là em điên lắm. Có hôm em về em bảo vẫn còn đang ngồi chơi điện tử không, bây giờ mà còn ngồi chơi nữa thì em cầm điện thoại em đáp. Em xóa luôn trò chơi. Đáp là vứt đấy, vứt đi luôn. Cho em đính chính một tí. Cứ đính chính. Thật ra là rất là đen, cứ lần nào vợ em quay ra là đúng lúc em đang chơi. Nhưng mà kỳ thực là em chỉ chơi một tí thôi, xong em lại thả xuống. Nhưng mà những cái lúc thả xuống thì vợ em lại chẳng nhìn. Thế nhưng mà cái lúc em cầm lên và cái lúc em hạ xuống nó cách nhau bao lâu? Đó. Cứ 5 phút một lần là hay sao? Không ạ, chắc tầm khoảng 30 phút. 30 phút là cũng hết mà. 30 phút một lần. Còn gì nữa không? Ông này ông còn một cái tính nữa nè. Bây giờ thì con cũng lớn rồi, thì làm bố làm mẹ thì cũng phải làm gương cho con đúng không ạ? Nhưng mà không, kiểu tính trẻ con ấy, em nhờ lấy cái này lấy cái kia thì toàn tiện ấy, đứng từ xa cũng đáp veo phát ra chỗ mình. Thế là thằng con nó nhìn thấy, lần sau nó cũng cầm cái gì đó đáp veo phát. Thế là em mới mắng cho mà làm sao không được làm như thế. Làm như thế con nó bắt chiếc thì không hay. Hai vợ chồng là ở riêng hay là ở chung với bên gia đình? Bọn em thì nhà ở Hạ Long, còn công tác thì làm ở Hà Nội. Thế là bọn em ở xa nhà, không ở chung với bố mẹ. Tức là đâu có sống chung với mẹ chồng thời gian nào hả? Thì thực ra là có sống cùng mẹ lúc mà em sinh cháu ấy ạ. Thực ra ở với mẹ thì cũng không có vấn đề gì nhiều. Chỉ có vấn đề khi mà em mới sinh cháu xong ấy. Thì có xích mích về việc cho con ăn, cho con bú rồi nuôi dạy nó. Là cái cách của em với cách của mẹ khác nhau hả? Vâng, đúng rồi. Lúc đó em sao? Em thấy cái cách nào đúng? Thật ra thì em chẳng biết cách nào đúng sai. Lúc đấy vợ em vẫn đang ở trên bệnh viện. Thì lúc đấy thằng cu nhà em thì khóc rất là to. Thì bà thì xót thì cứ bảo là thôi bây giờ mà sữa mẹ chưa về kịp thì có thể cho ăn sữa ngoài một chút. Thì vợ em thì nhất quyết bảo không ăn sữa ngoài, chỉ cho bú thôi. Vợ em thì chắc là lúc đấy cũng không muốn nói nhiều nữa, thế là lại đi gọi mấy cái cô y tá đến để giải thích cho mẹ em hiểu. Thì khi đến thì bác sĩ có bảo là mẹ, sữa mẹ vẫn đủ đây thì không cần phải cho ăn sữa ngoài đâu. Thì lúc đấy mẹ em lại cảm giác như kiểu là bị như kiểu dùng từ quê. Đấy. Thế là mẹ em mới bảo thôi em đứng lên, mẹ em cũng hơi sụt xịt một tí. Mẹ em bảo là thôi mẹ không trông cháu nữa, mẹ đi về. Đến lúc em ra thì mẹ em đi về rồi. Thế em đợi mẹ vợ em lên thì em có bảo là mẹ trông vợ con một chút thì con về con nói chuyện với mẹ. Thế về thì mẹ em vẫn đang nằm trong giường khóc. Tối hôm đấy thì em nằm giữa hai ông bà luôn. Thế là cứ ôm mẹ em xong rồi em bảo là thôi thì vợ con cũng mới thì có gì thì mẹ bỏ qua, bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào cho vừa cả. Thì sau lúc đấy mẹ em cũng xuôi xuôi. Rồi hôm sau thì cũng có viết một bức thư cũng khá là dài cho vợ em. Nhưng mà không cho em đọc.
Đến bây giờ em cũng chưa biết là nội dung bức thư ấy là như thế nào. Bây giờ cho vợ kể cái mẹ viết cái gì cho em vậy? Mẹ viết cho em một bức thư thì cũng nói về chuyện là ngày xưa mẹ em chăm chồng em như thế nào. Tại sao mẹ lại lo lắng khi mà thằng cu nó khóc nhiều như thế. Thì sau khi đọc xong thì em cũng hiểu được tâm lý tình cảm của bà là như thế nào. Thì bà cũng chỉ là lo cho cháu thôi. Nên là em cũng thấy chắc là mình cũng cư xử hơi quá. Em cũng nhắn tin xin lỗi bà. Thì hôm sau bọn em cũng ra viện luôn. Thì là mẹ em cũng lên đưa hai mẹ con ra về nhà. Và mẹ chồng em thì rất là chiều, em về em cũng không phải làm gì mấy. Toàn em làm. Toàn làm. Ăn cơm xong thì có nghĩa là bình thường thì việc rửa bát hoặc giặt quần áo đối với em thì em vẫn tự làm bình thường. Nhưng mà về nhà thì mình cũng muốn oai một tí. Thế ăn cơm xong bảo em đi dọn bát đi. Thế mẹ em với cả bố em luôn quay ra bảo: mày làm quen rồi mày đi làm đi, để nó làm gì. Thế em lại phải lóc cóc đi xuống rửa bát. Và bây giờ là tật xấu của vợ em là gì? Tật xấu của vợ em thì chắc là chỉ có mỗi việc cẩn thận quá và lèo nhèo nói lắm. Lèo nhèo là nói chắc cũng phải kinh khủng lắm luôn. Không, có nghĩa là một cái việc đấy, ví dụ như là lúc em vợ em có nói là bảo đứng lên dọn bát đũa đi ấy, thì em bảo là thôi để đấy anh ngồi một tí rồi anh dọn. Thế là từ cái lúc mà em nói xong mà bà phải nói lên khoảng chục lần nữa rồi. Thôi đứng lên đi, xong lại được khoảng 2 giây sau rồi. Đứng lên đi. Thế là em thì tính em không thích nói nhiều, thế em lại phụng phịu đứng lên em dọn. Em không nói nhiều mà chắc lúc đó đang cài game đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em thì mong muốn là bớt kỹ tính đi tí cho chồng dễ thở. Với cả cũng bớt gọi là ghen đi một tí. Ghen sao, ghen dữ hả? Đấy. Có nghĩa là bình thường thì em đi làm thì công ty em thì làm là công ty nước ngoài ấy. Thì có nghĩa là các nhân viên với nhau rất là thoải mái, ôm ấp chụp ảnh rất là bình thường thôi. Thì chụp xong thì Facebook bình thường, bà cứ nhìn thấy cái xong cái mà lại chụp ảnh tay chân. Mà cũng không hiểu sao các bạn gái rất thích chụp ảnh với em. Nên là về cũng up Facebook nên bà cứ lầu bầu. Thế là từ đấy là ai mà, nhất là mấy bạn gái mà có bảo chụp ảnh ấy thì em bảo thôi. Em né luôn. Tội quá. Tội quá. Thôi còn em thì em muốn ông xã thay đổi điều gì? Em chỉ mong ông ý bớt chơi game đi thôi. Chăm chịu khó dành thời gian chơi với con. Nhưng mà bây giờ cái thời gian mà em dành cho con em á là nhiều không? Nhiều chứ, tại vì em đi làm thì cứ có nghĩa là cũng không nhậu nhẹt gì đâu. Đi làm về là em về ở nhà chơi với con luôn. Đến tối đi ngủ mà. Tối thì bắt đầu mới chơi game. Đúng không? Ê. Tối mới chơi game, thế thời gian đâu mà chơi với vợ. Có nghĩa là vợ em đương mượn mây đẩy trăng á. Vấn đề là cô nói giờ anh bớt chơi game lại đi, để con nó bắt chước để kia nọ. Nhưng mà thực chất ra là phải có thời gian để chơi với vợ nữa. Chơi với hai mẹ con. Đúng không? Còn cái chuyện chồng em á, tại sao mà mọi người thích chụp chung với bạn đó là tại vì bạn rất là duyên dáng. Thực sự là bạn này á, bạn nói ít nhưng mà nói câu nào á là duyên dáng câu đó. Thành ra là chị em phụ nữ thích chụp chung thế thôi, chứ còn không vấn đề gì đâu, em đừng lo. Nhưng mà ông ấy làm bạn gái, em gái kết nghĩa lắm. Thì đó, tại duyên dáng quá mà. Nhưng mà thôi, bớt kết nghĩa lại đi em ơi. Không, nhưng mà em chỉ dừng ở kết nghĩa thôi chứ không... Kết nghĩa là bây giờ, định nghĩa thế nào là kết nghĩa? Đúng rồi, đàn ông mà vô em kết nghĩa nhiều quá là dễ kết liễu đó em ơi. Đúng rồi đó. Theo chị thì em nên bớt lại, dừng lại ở mức độ đồng nghiệp thôi. Nó có cái ranh giới rõ ràng. Đúng không? Đúng ạ. Rồi, xin chào hai em. Chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Vâng, em cảm ơn. Rồi. Em Trần Ngọc Quốc Bình, xin chào chị Hồng Vân, anh Phúc Thuận với tất cả khán giả. Bao nhiêu tuổi? Em 31 tuổi. 31? Em đang công việc em làm gì? Em đang kinh doanh buôn bán bánh ở nhà với vợ. Bán bánh hả? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Thanh Tâm, năm nay em 27 tuổi. Em bán bánh online. Nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng ở Vincom. Và bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh. Dạ không, em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì gặp ảnh. Ảnh bán vé xe bus. Chuyện dạ. Tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus. Dạ. Đúng không? Như thế nào, kể chi tiết cho nghe. 9 năm về trước là em gặp
bà xã em đi xe buýt. Thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương, hồn nhiên lắm anh. Các em lấy hết can đảm mời bà xã em lên ghế đầu ngồi, ghế đặc biệt ngồi. Thì mình cũng như kia ra lăn rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ. Thì em có thể kể được. Dạ chắc tại anh rung. Anh rung quá đúng không? Cho nhầm tay nào. Hai vợ chồng em á đi rồi gặp nhiều lần trong vòng 2 tháng đó, rồi em đi làm tối về cái ảnh cũng mua sữa, mua nước, bánh trái cho em ăn. Ảnh nói là em ốm quá đi. Xong cái cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi, mình con gái mình cũng thích. Rồi sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái. Xong cái em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi. Thời gian đó là mẹ nói thôi nhà mình có xe máy rồi, mẹ tập cho con đi. Rồi em đi xe máy luôn, rồi mất liên lạc. Mất số liên lạc luôn. Mất liên lạc luôn. Mất, dạ. Mất bao nhiêu lâu thì mới nối lại được? 3 năm. 3 năm. Dạ. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm. 9. Rồi mấy tháng trời là 2 tháng hả? Hay đi xe buýt chung với nhau? Dạ, đi xe buýt trong vòng 2 tháng. Mất, dạ. Mất liên lạc nhau 3 năm. Dạ. Cơ duyên nào mà tụi em gặp lại? Dạ. Tái ngộ đó. Dạ, 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa, là ảnh mới chuyển sang làm mấy cái quảng cáo bên Passion. Rồi anh mới gặp em. Gặp lại cái em, ủa sao anh này quen quá. Cái mới quay đầu lại mới, ủa anh Bình phải không? Cái nó ờ anh Bình. Cái xong hai đứa bắt chuyện nói, rồi xong cái xin số điện thoại. Rồi hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà 3 năm trước đó là em có bạn gái rồi, cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao? Cái lúc mà em gặp lại bà xã em á, là lúc đó em vẫn còn quen người kia. Thì đó. Dạ. Xong rồi nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng sét á tình hay sao á. Thôi. Tại vì đẹp hơn lúc 3 năm trước đó. Chắc có thể là vậy. Cái xong rồi bồ của em lúc đó thì có đi về Hà Nội một tuần. Thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè, cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi, nói chuyện như bạn bè thôi. Nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã. Em làm theo con tim mình. Chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà yêu xã em mày. Hơn 7 ngày hả? 7 ngày đợi mong thôi hả? À, em biết không? Dạ, em có nói thôi bây giờ anh có bạn gái rồi, thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Cái xong ảnh mới nói á, bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa. Mà em cũng nghĩ là nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi mình cũng mở lòng. Tại vì á, em nghĩ cái đó là cái duyên á. Tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được chồng mình. Thôi bây giờ coi như 3 năm trước bỏ đi, bắt đầu tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại. Gặp lại. Cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ. Đúng không nè? Đó, yêu tình yêu suôn sẻ không? Hay là gặp gần sóng gió? Dạ, có là cái vấn đề gần cưới á. Là anh á, thì muốn đám cưới là gộp chung. Tại vì anh thì không có bạn bè nhiều. Rồi nên á, hả, ảnh muốn gộp chung với nhau. Rồi cái em á, thì ba mẹ bên em thì muốn đãi riêng. Mà một người thì ở quận 6, một người ở quận Gò Vấp nên rất là xa. Nếu mà khách á, đi như vậy người ta không có đi được. Rồi nên hai bên cự với nhau thôi, là em giữa em với chồng em thôi. Gây quá trời luôn. Rồi xong cái em nói thôi nếu mà vậy không được thì thôi khỏi cưới. Cái anh cũng không có chịu nhắn tin cho em luôn, cũng im luôn một thời gian á. Cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi. Rồi gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình không có đến được với nhau vậy đâu có được. Anh Bình anh mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi. Là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng. Thì thôi là cũng vui vẻ rồi. Hết hồn rồi. Bây giờ sức bước rồi tưởng là không được nữa. Em kể mà nó mắc lóng lánh là cái giọng nói đó tôi sợ đó, cái gì đó. Nó khúc mắc xảy ra nữa nhưng mà cuối cùng thôi. Thôi vui quá rồi, vui quá đó rồi. Thôi bây giờ lấy kể rồi. Bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em? 3 năm. Dạ. Thì có tật xấu. Bình kể đi cho Bình kể đi, nãy giờ Bình cứ thổn thức muốn nói một điều gì đó. Tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề. Có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh là ông xã không? Là có nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á, bà cũng lòi bánh ra. Làm những cái bánh mới làm riết.
Em yêu nghề quá. Em tự học, em tự sáng tác luôn đúng không? Dạ, giống như em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. Tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán. Rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm, cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh. Cũng như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi. Có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không? Dạ có. Cũng có. Thường bên nào bắt đầu cuộc khẩu chiến? Dạ. Em bực đúng không? Dạ thường là em sẽ người đi rước con về. Rồi xong rồi mình lo con này nọ xong. Hai người chồng cũng xích mích nhau giống như là con rồi bỏ không có ai coi hết. Có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng mà còn tật xấu gì nữa không? Có cái chơi hơi lố. Không chịu có nghĩa là em thì là sợ đường. Mà bả chơi á, bỏ quăng đường vô người em. Đường gì? Đường cát đúng không? Đường, đúng rồi, đường cát. Quăng là bánh đó cơ. Quăng gì hả? Bả thử coi em có sợ đường không mà. Từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường. Đó, bả chơi một cái luôn. Coi như lúc đó là cơ nước thì dập hết rồi nó. Dạ nó bị rứt chứ phải không? À, em chỉ cần lấy đường cát chét vô người ảnh là trời ảnh ổng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á. Em có bất ngờ về cái điều đó không? Dạ em hết hồn, rất là bất ngờ luôn. Tại vì á ảnh hồi đó cũng nói là tôi sợ đường. Nhưng mà em không nghĩ là sợ đường. Sợ là... đến cái mức như vậy. Trời dạ, ơi, bị quăng à? Chuột quăng dán vô người á phải không? Đời cuộc đời nó khổ vậy đó. Ghét cô nào trời cho cô đó, ghét đường bởi vì lấy bà vợ làm bánh. Hay quá hả? Mà tức là bây giờ em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không? Giống như là mình sợ nó rít rít. Rít là mình sợ cái đó. Cơ thể em giống như bị dị ứng với đường hay sao là nổi đỏ hết sợ, người luôn. Ồ ngộ quá. Rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi. Đúng rồi, tôi cũng vậy đó. Trời ơi, tôi một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi. Thấy không? Trời ơi. Rồi rồi, chị hỏi nhỏ xíu. Vợ em á, mà làm bánh xong á, rồi không chịu tắm rồi đi ngủ luôn. Rồi đêm mà nó khều móc em dám không? Dạ không. Không luôn. Vậy luôn hả? Tức là sợ tới mức như vậy luôn hả? Trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính đường thì sao? Vậy là giờ em phải vô đi tắm. Đang quen á, là thời điểm đó em còn đang học làm bánh. Mà hả, ảnh á, lúc đó là hẹn đi uống nước, uống cà phê. Cái ảnh cũng hôn mình, hôn tóc, hôn mặt. Cái anh nói, trời cái người bà hơn mùi bơ, mùi bột quá. Mà giờ sao anh cưới em đã đợi anh nói em mùi đường không anh sợ. Thì đó, là em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không? Dạ cũng có, mà ít lắm mà thường ảnh không à, em không có thèm. Không có thèm. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc hết. Chắc chưa? Chắc. Để tôi khui bên này nè. Đó. Dạ. Còn anh ấy như thế nào? Anh ấy thì nói chung là tốt lắm nhưng mà chỉ có cái là mê game. Mê cực kỳ. Game đánh trận nữa hả? Dạ, ảnh có thể chơi 3-4 máy luôn á. Trời ơi, có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau? Dạ có. Nhiều khi hả, một mình em lo không có kệ sể mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á. Còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi, anh làm đó đó đi, cái là ảnh làm đó đó đó. Có chừng xong thôi, ảnh nói em còn thiếu cái gì nữa không, em còn cần anh giúp gì không. Là ảnh không có cái nhu cầu đó, là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm game. Chơi game thôi. Dạ, ảnh chỉ có cái tật xấu. Rồi giờ hỏi ngược mình xíu nữa nè. Mỗi lần cãi vã nhau, ai là người kèo trên? Chắc giờ em là người kèo trên. Có cái nào quấy nóng tính của em quăng đồ ra khỏi nhà? Có, hồi đó thì ở bên nhà em á, thì có đòi đi về nhà vợ. Là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết vụ đó rồi. Là coi như đâu có đòi về nhà vợ dạ, được, nhưng có nào đuổi em ra khỏi nhà. Có khi nào đuổi em khỏi nhà không? Đuổi em về nhà chồng không? Có. Cái gì? Có kìa. Đâu kể chi tiết coi. Cũng mới đây gây lộn cái vụ chơi game hả? Cũng mình kinh doanh dạo này giống như là nó hơi chậm bill. Cái em nói là bây giờ á, suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả, cứ vậy hoài à. Ảnh cứ từ từ cái trong thời gian là không có bill là ảnh lại chơi game. Rồi cái mỗi lần thấy chồng chơi game là bực. Mặc dù là không có việc, khách cũng không có đặt bánh, đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu. Mà mỗi lần thấy ảnh cầm game lên là khó chịu. Dạ khó chịu. Em không thích, ông thích anh ấy chơi game. Dạ. Rồi ông bán chừng lại đó. Dạ. Thì vợ chồng chắc có lẽ là cãi vãi nha. Dạ, chắc đỉnh điểm đúng không? Đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn. Nhiều khi em nói nặng quá, bản thân ảnh nói á, ảnh về đây là vì em. Ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu, mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh.
Rồi cái thế là đùng 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 bỏ đi. Xong cái sau này mà về rồi em nói trời, tôi đàn bạn gái hả, gây lộn á, bỏ về nhà vợ. Còn ông trời, ông trai mà. Ông bỏ về nhà chồng. Bỏ về nhà chồng. Anh vậy rồi, đó. Rồi có cái chuyện đó nhiều lần không Bình? Có cái vụ đó là em với vợ em giống như là hơi làm lố quá, là cũng trả về. Giờ tôi chở bà về, tôi lấy giấy kết hôn, bà này cũng theo về luôn. Về tới nhà cái cũng leo lên lấy giấy kết hôn rồi về lại. Nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á, hai người thủ thỉ rồi về tới nhà quẹo lại. Đủ để cho cái quẹo lại. Dạ. Cũng quề. Về nhà chồng. Em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dành thời gian cho con với chồng, với bớt lãng mạn. Bớt lãng mạn hả? Có nghĩa là em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy. Cái bả coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông chàng cái tay á để họ cúi xuống thì em cũng đâu biết đâu, kêu nắm tay cái bả vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của giống như cầu thủ đá banh á, người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn. Thế là khóc sướt mướt luôn, nó em hết yêu em rồi. Lúc đó em cũng không hiểu gì nữa. Thế là chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó mình mới hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn. Cái clip đó làm sao đó em làm lại gì coi thử thôi chứ chị cũng chưa coi. Thì có cái clip nó kỳ vậy. Em coi chưa? Em coi chưa? Chưa. Chưa luôn. Không biết luôn á. Mà thì bây giờ mình làm ở nhà đâu hay, làm ở đây nè, mới là hay nè. Làm lại cái lãng xẹt hay là cái thiệt? Cái thiệt. Cái lãng xẹt đó chứ, cái lãng xẹt á. Cái lãng xẹt nó kỳ lắm chị ơi. Đó. Đâu đứng lên làm thử đi. Nó không sao đâu. Về tôi làm cho vợ tôi coi. Rồi, ông chui vô đi. Ủa? Vợ chui vô. Rồi bây giờ chúng ta làm lại cái lãng xẹt. Còn cái lãng xẹt thì sao? Cái lãng xẹt, bỏ cái lãng xẹt sao? Vui vô. Anh đẩy. Hiểu rồi. Thúc là cái đầu vô ở đây nè. Hiểu rồi, cái lòng hết hồn á. Bạn hết hồn á. Dạ hết hồn. Quá dễ thương. Mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không? Dạ không, không hề. Mà hôm nay mới làm đúng không? Hôm nay mới làm đúng không? Đó, nay làm rồi. Và hy vọng rằng là về nhà tối nay làm nữa, mỗi ngày làm cái đó vậy thôi. Còn em mong muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại. Giảm game đúng không? Dạ giảm game là vậy thôi. Bây giờ chị nói nè, vợ chồng tụi em á nó có một cái vấn đề như thế này. Hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Dạ đúng không? Dạ. Thì em cứ hình dung đi, nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ, những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của vợ mình với mình hoặc ngược lại. Đúng không? Thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương, rồi mặc cảm, rồi tự ái, rồi buồn, rồi chạnh lòng nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em. Em hình dung không? Làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được? Đúng không? Con thì còn nhỏ, con mấy tuổi? 2 tuổi. Đó, con mới có 2 tuổi thôi. Thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi. Đúng không? Thì ảnh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa. Đúng không? Còn em á thì tại vì sao em đang sống ở nhà em chứ em không có được cái cảm xúc đó. Tức là vì em đầy đủ quá. Tại vì từ trước giờ mình sống cái nơi mình lớn lên nó là như vậy rồi. Thì mình không thấy có cái sự thay đổi. Nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Em luôn luôn là một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là đây là nhà của mình, đây là cái tổ ấm của mình thực sự, đúng không nè? Chứ còn em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường đó là chồng em đã sợ đường muốn chết rồi. Ôm cái hũ đường, ôm rửa bánh rồi chồng biết làm gì giờ? Chơi game thôi. Chơi game để mà mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc. Nó rõ ràng là như vậy. Mà đã dạy vợ lại, chị cảm nhận là như vậy nè. Chính vì em không hiểu được điều đó nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư. Là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương. Thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè. Đúng không? Dạ. Nhưng cái điều mà chị nói ở đây, cái người đầu dây mối nhợ phải là em. Bởi vì sao? Vì anh đang ở nhà em. Còn nếu ngược lại em ở nhà ảnh thì cái trách nhiệm đó là ảnh phải làm. Nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó. Xóa tan đi tất cả những cái đơn độc. Đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình nha. Thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh nha.
ôm ảnh nhiều hơn đi, đừng có ôm cái bánh nữa. Đúng không? Rồi hai chồng ôm đứa con đi, coi như ba ba ngọn nến lung linh nè. Đó, đó dành thời gian ôm nhau nhiều một chút nghe. Rồi, xin cảm ơn các em. Đúng không em? Cảm ơn. Rồi, chúng ta sẽ gặp lại nghe.